Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trò chơi điện tử có rất là xa xưa rồi. Từ thời chúng ta vẫn còn rất là bé tí ti ti, chúng ta đã chơi một cái loại game cổ điển mang tên là cái trò xếp gạch. Tôi cũng tải trên mạng về được một cái trò chơi xếp gạch đây, của một tác giả nào đó đã viết cái trò chơi này. Trò chơi xếp gạch là chúng ta có các hình khối này, mỗi hình khối chúng ta có bốn khối vuông, và chúng ta sẽ phải sắp xếp làm sao đó để cho những cái khối vuông này nó không được chạm lên trên cái đỉnh của đây. Khi mà các dòng nó được đầy thì trò chơi của chúng ta nó sẽ xóa bớt dòng, và chúng ta phải làm sao đó để cho các cái dòng này nó không được lên quá cao. Đây này, đấy, nó lên quá cao này thì nó game nó sẽ bị kết thúc. Đó là trò chơi như này. Trò chơi này thì rất là quen thuộc các bạn rồi đúng không? Rất là quen thuộc với nhiều bạn, thì đây là một trò chơi rất là cổ điển, có rất nhiều bạn gắn liền tuổi thơ của mình với trò chơi này. Tôi nhớ cái trò này ngày xưa tôi giành giật các bạn để thi thố tài năng, và tôi toàn là người thua đầu tiên. Thế là tôi rất là tức cái trò này, và vì tức hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết cái trò chơi này để chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta thừa sức, chúng ta có thể lập trình được các trò chơi nếu như chúng ta biết về các ngôn ngữ lập trình như C sharp hoặc là Java. Trò chơi này nếu mà lập trình ấy, các bạn không chỉ là chỉ biết lập trình nó ở trên rồi thoát đi rồi. Cái trò chơi này chúng ta không chỉ là có thể lập trình chơi được trên máy tính đấy, mà chúng ta còn có thể lập trình nó để chơi trên điện thoại hoặc là máy tính bảng. Chúng ta có thể tạo được cái trò chơi này chơi trên cả tivi nữa. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để lập trình một trò chơi thì nó có nhiều bước lắm, nhưng mà bất kỳ trò chơi lớn bé nào cũng đều có 4 bước như sau. Bước thứ nhất là có cái ý tưởng cho trò chơi, ý tưởng hoặc là gọi là kịch bản cho trò chơi. Cây thứ hai là chúng ta phải là thiết kế đồ họa cho chơi, vì là đã chơi game thì nó phải có hình ảnh, không có hình ảnh thì chơi game không biết là chơi game gì. Nếu mà trên màn hình chỉ một màu đen xì thì chơi gì đúng không? Cái thứ ba là chúng ta lập trình để điều khiển cho nhân vật. Lập trình để tôi thay bàn phím này nó là bàn phím chơi game bấm hơi khó chịu. Đầu tiên là lập trình điều khiển cho nhân vật, lập trình cho trí thông minh, lập trình cho trí thông minh của các cái nhân vật phụ, NPC, các nhân vật phụ, hoặc là các cái trí thông minh cho kẻ thù, đúng không? Game mà không có kẻ thù thì cũng hơi khó, gọi là
game thì bình thường hay có những cái đối thủ ha. Như là cái game hôm nay của chúng ta thì nó không có đối thủ, và đối thủ của chúng ta là các cái ô trống, nghĩa là các cái hòn gạch rơi xuống. Chúng ta cố gắng làm sao đó để đừng nó bị hở nhiều quá, hở càng nhiều thì chúng ta sẽ bị thua. Cái thứ tư là chúng ta soạn nhạc, thêm nhạc vào trò chơi. Vâng, đấy, game lớn bé to bé gì nó cũng phải đi qua bốn cái bước này. Trò chơi mà không có, mà đầu tiên mà thiết kế trò chơi mà mình không có ý tưởng gì cả, viết bừa thì làm sao ra được trò chơi, đúng không? Thì trò chơi nội dung nó chẳng có một cái ra cái kiểu gì cả. Thế mà trò chơi không có đồ họa thì chơi chán ngắt. À, tiếp theo nữa là các bạn cần phải biết về một vài ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C# chẳng hạn, Visual C#. Tôi sẽ viết hướng dẫn các bạn là sử dụng Visual C# để trong cái bộ Visual Studio ấy, để chúng ta lập trình cho trò chơi này. Hoặc là chúng ta cần biết về ngôn ngữ Java chẳng hạn, đó, vân vân, C cộng cộng nhiều lắm, và chúng ta có thể sử dụng được nhiều ngôn ngữ lập trình lắm. Nếu như bạn thông thuộc ngôn ngữ nào thì chúng ta sử dụng ngôn ngữ đó, và chúng ta sẽ sử dụng Unity, Unity này, ta sử dụng Unity này để chúng ta viết cái trò chơi của chúng ta dựa trên các ngôn ngữ lập trình này. Cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn các bạn soạn nhạc, soạn một cái bản nhạc cho game. Sau đó chúng ta thêm cái nhạc hoặc cái audio, cho game. Giả sử như lời nói chẳng hạn, trong game đôi khi có những câu hét, câu gào, đúng không nhỉ? Có những câu nói chuyện đối thoại, chúng ta sử dụng cả audio. Hoặc là các cái âm nhạc, hoặc là tiếng súng, là tiếng đạn rơi, mưa, vân vân, đúng không? Chơi game mà không có âm nhạc thì cũng như tai điếc, chơi cũng chán, đúng không? Chơi game thì phải có âm nhạc. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế nhạc. Nhạc thì chúng ta không nên là vi phạm bản quyền, chúng ta cũng nên sử dụng nhạc của chúng ta. Còn đồ họa cũng vậy, đồ họa chúng ta cũng nên tự thiết kế lấy. Thì đồ họa mà đi ăn trộm người ta đôi khi dính bản quyền thì mình cũng rách việc lắm. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu từ cái thứ hai nhé. Vì cái thứ nhất, ý tưởng của chúng ta biết rồi, cái trò chơi như nào thì chúng ta biết rồi. Chúng ta không tự suy nghĩ được ra ý tưởng thì chúng ta đành phải sử dụng ý tưởng cũ của người ta để chúng ta viết. Sau này chúng ta giỏi thì chúng ta có thể nghĩ được ra cả ý tưởng khác hay hơn nhé. Giờ chúng ta bắt đầu vào phần mà thứ hai, thiết kế đồ họa. Ta sẽ mở Photoshop lên, mở Photoshop, bởi vì đây ba cái game của chúng ta là game hai chiều. Ta sẽ mở Photoshop lên, sử dụng Photoshop để làm game, chọn vào pixel. Cái độ phân giải của cái màn hình máy tính, đây là chúng ta đang viết game cho màn hình máy tính nhé. Các bạn có thể sử dụng cái mã nguồn này để chúng ta có thể thiết kế được ra các cái game dành cho điện thoại được. Chỉ có mỗi một thao tác thôi, rất đơn giản, nhưng mà thôi tôi sẽ viết ở trên máy tính trước. Trong khi mà chúng ta làm việc mấy cả ngôn ngữ lập trình, sử dụng Unity để chúng ta lập trình game, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách là có thể chúng ta convert sang điện thoại, như là điện thoại Android hoặc là iOS đều có thể chạy được. Giờ thiết kế đồ họa đã nhá. Màn hình tôi là màn hình 1600 x 900, màn hình có độ phân giải tương đối
bình thường, chiều rộng 1.600 và chiều cao là 900. Nào, ở đây chúng ta chọn 16 bit đi. Này để oai cũng được. Đặt tên nó là background à, nền đi. Nền. Ok. Nào. Save. Tôi thích cái màu đen, các bạn có thể thiết kế tùy theo ý các bạn nhé. Tôi thích thiết kế theo kiểu phong cách của tôi là màu đen. Cái gì tôi cũng thích nó đen đen một chút. Tôi tối một chút tâm hồn, không phải là ta chọn vào cái con cookie này, đúng không? Xin lỗi. Tâm hồn tôi không phải là đen tối, nhưng mà tôi thích bóng tối vì là nó sẽ tỏa được, tỏa sáng được, dù là nhỏ nhoi đến mấy cũng vẫn tỏa sáng. Rồi, một nền màn hình đen tối chúng tôi. Sau đó ta sẽ thiết kế cái thùng khung lưới cho nó ở đây. Đây sẽ là khung lưới để ta chơi game giữa màn hình này. Sâu grid lên cho nó. Tạo lưới cho mày. Thêm nó cái này. Rồi. Tôi sẽ chọn cứ ba cái là một, là một dòng lưới. Rồi. Phòng to lên tí nhìn cho nó rõ. Ba cái là một dòng lưới. Hay. À xin lỗi. Bập. Nào. Dọc trước ngang sau nhá. Dọc trước nhìn cho rõ. Dọc trước là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nghĩa là ta sẽ tạo cho nó là cái này, cái chiều ngang này của nó là 10 ô vuông. Tùy các bạn nhé, các bạn có thể làm nó 15 hay 20 đấy, tùy các bạn nhé. Tôi thích chỉ là 10 thôi. 10 thôi. Nhưng mà các bạn có thể là tạo 15 hay 20 tùy các bạn. Ba cái ô của lưới này thì ta tạo một thành một ô to của mình nhá. Tiếp tục. Chọn ngang. 1 2. Cái này chiều này thì ta không cần đếm, nó cao bao nhiêu nữa cao. Đếm không cần đếm, tí là đếm sau. Hòa mặt thế. Mặt hoa rồi. Đêm qua thức đêm xem phim cả đêm, đâm ra là hoa mắt quá. Rồi. Đó. Ta đã được một cái lưới như vậy. Tô màu cho nó. Tô. Bấm loạn linh tinh. Màu của tôi cho nó màu trắng trắng. Thế này. Ok. Rồi, trông cũng ổn rồi. Cân chỉnh nó vào. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí hai bên này một tí nữa. Trang trí thêm. Đầu tiên là ta sẽ viết
chữ trò chơi thì chỉ màu màu cho nó là màu đó, màu vì là nó tối cho nên là ta thêm màu nó phải sáng, chữ phải sáng phải trắng rồi. Ok thì chỉ rồi cho mày to lên một tí. Rồi, tạm thời này đã nhìn thấy nó rõ đó. Đổi phông như nó đấy. Xem nào. Phông nào đẹp nào. Phông nào đẹp nào. Cái gì đây? Cũng được. Phong nào đẹp. Kiếm cái phong nào cho nó hay hay đi nhỉ. Không ca tính đâu. Này được nhỉ. Đẹp đấy. Viết hoa đi nhỉ, viết hẳn hoa đi. Thế... được. Ổn. Không to lên một tí. Ổn, nghe có vẻ ổn đấy. Nào. Rồi tôi thích bóng bóng ở cái viền viền bên ngoài tí, làm thêm cái viền bên ngoài thì cho đẹp. Màu gì đây, đỏ vàng đi, đỏ tôi cứ thích vàng vàng đỏ đỏ, mệt tôi đang mệt đỏ đỏ vàng vàng đỏ đỏ vàng vàng. Rồi to lên tí nhỉ, còn 5 phân 5 feet đi. Tạm được. Ok. Cho thêm cái nền nha. Tôi có cái nền trong này. Đó. Copy. Dán vô đây. Trông có vẻ không khớp màu lắm. Chọn cái màu này cho nó phù hợp. Chọn cái màu này cho nó phù hợp. Ok. Chọn cái màu cho nó phù hợp. Chưa được lắm, chưa đạt lắm. Ổn rồi đấy. Ổn rồi đấy. Hay là cái cuối này cho nó màu nó giống bên này đi. Dưới cho trùng màu cuối này. Ok. Làm cho nó mịn. Mịn thì... Đấy. Hòa hợp. Hòa hợp, hòa hợp. Thêm hẳn đây chữ version. Phiên bản nhỉ. Phiên màu màu trắng, phiên bản 1.01 phòng Adrian.
phiên bản 1.1 đấy, cho nó back select hẳn tiếng Anh cho mẫu version 1.1. Ok, bên này ta sẽ có một cái gọi là cái hình tiếp theo, next tiếp theo, đúng không? Ta sẽ cắt một đoạn của cái thằng lưới kia, cắt một đoạn của thằng lưới này, bê sang đây, sao mình không lấy luôn cái nền kia này, lấy luôn cái nền kia. Đó, hai thằng, thằng này lên thằng trên cùng luôn. Đây đó. À, cho nó lên hạt trên cổ. Đây. Kéo mày vô đây. Mày phải dưới cái thằng này. Lên trên cổ. Mày đâu? Lên trên cổ. Rồi. Giờ sẽ cắt, bởi vì là của chúng ta này, cái hình Z đây, hình dài nhất là 4, ta sẽ phải lấy nè. Rồi, ok, ta lấy từ khung này cho đến khung này, 1, 2, 3, 4. Đây. Rồi, đã lấy như này. Xóa đi. Đi. Rồi. Ta sẽ lấy thằng đâu rồi. Ô, mình xóa đi một tờ đâu. Không cần. Ghét đâu. Không cần. Xin lỗi. Bấm là gì ngầu. E cái khung này ra đây, rồi thằng này vào đi, thằng này thì chọn vào đây, vậy là cái này xuống đây, xóa nó đi, ông cụ này cho cái viền nó giống thằng kia, màu sáng, xem màu ba rồi ba đi 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 trời tiếng tiếng Việt đê sáng quá, đây là next, đây nó sẽ là next, vì là cái tiếp theo của này, cái này nó sẽ là gì thì nó phải nhảy như vậy, màu sắc của từng này sao mà nó lại không đúng màu rồi. Ok, ta viết next hay là viết gì, viết next hay là viết gì. À, được rồi, cái này ta sẽ viết sau, ta viết vào trong game, ta viết đây là tiếp theo là next tỷ nhé, còn đây bên dưới sẽ là điểm này, điểm
cửa, cấp độ level, cấp độ. Thế này thì số dòng line xóa đi, đúng không? Đây ta sẽ thiết kế sau. Cái đấy ta sẽ vào game, ta sẽ thiết kế. Còn bây giờ thì phần này chúng ta đã làm xong. Vậy là phần nền màn hình đã làm xong. Save. Sẽ là theo file PNG hoặc là file JPG, PNG hoặc là cái file này nhé. Một trong hai cái này. Chọn PNG. Save. Ok. Xong, ở này. Giờ bước tiếp theo ta sẽ tạo các ô khối. Các cái ô khối vuông. Các ô khối vuông. Mỗi ô của nó là 100 x 100. Vậy thì ở đây ta có các hình. Các hình màu của chữ L này. Màu của chữ J này. Màu của chữ O. Màu của chữ T. Màu của chữ I. Màu của chữ I. Màu chữ G. Màu chữ S. Đúng không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chữ là tương ứng với 7 màu. 7 màu. Rồi. 7 màu mà nhân với cả 100 là 700. 700 nhà ta phải làm 8 hình. Một cái hình nền nữa là 8. 8 thì phải là sẽ là 1000 đi. Đây là khối hình. Khối hình là 1000 cho rộng, 100 cho cao. Ok. 100 x 100. 100 x 100. Rồi. Thêm viền đỏ. Xin lỗi. Ây. Viền cho vào inside. Màu là màu đỏ cho nó chói lòa này. Một cái thêm một cái nữa. 2 3 4 5 6 7. Nào kéo nó sang đây, nuôi sang đây, lui sang đây, em lui sang. Xin lỗi, bập. Rồi em lui sang đây. Rồi em lui sang đây. Rồi em xin lỗi. Xin lỗi em là lần xin lỗi em ạ.
sang đây, sang mày là nó hả? Thằng này chỉ được kéo à? Ơ, kéo rồi. Thế là bao nhiêu thằng rồi? 1 2 3 4 5 6 7, thiếu một đúng không? Một thằng nữa là 8. 8 sang đây rồi. 8 bạn thân yêu, cắt bớt đi sẽ nhìn nó rõ này. Cắt trước thì rồi cắt sau này. Rồi, ok rồi. Bỏ cái background này nè, bỏ cái nền này nè. Init. Đó. Tại sao lại không để cho cái nền trắng đó? Để tí chúng ta còn vào kia chúng ta cắt nhá. Nên chúng ta phải để các cái này, đó là các khoảng rộng, khoảng trống rộng. Để vào trong Unity chúng ta sẽ cắt nó. Rồi, bây giờ trước tiên chúng ta phải thay đổi các cái màu này đi cho đẹp. Nào, thằng thứ nhất màu đỏ, màu gì đây? Chọn màu cho mày. Ôi sao không? Thôi mà không cần. Chọn màu này. Màu mày là màu vàng. Ok. Ơ kìa, kìa vẫn có một thằng. Ồ, xin lỗi. Xin lỗi. Nha thế. Sao vậy? Chuyển màu xanh lá mạ này cho nó màu sáng, đâm vào là màu tối rất dễ sáng. Màu này chuyển màu gì đây? Inside, inside, không phải outside. Rồi, màu xanh da trời cho nó sẫm sẫm một tí rồi. Ok, thằng này màu gì đây? Inside. Tím tím thủy chung à. Ok, bạn này màu gì đây? Bạn này sẽ có màu này, nó sáng này. Lại đỏ rồi, hồng, màu hồng. Ôi chết ơi, lại nhầm rồi. Inside lại nhấn sang outside rồi.
aside. None. Cancel. Inside. Rồi à, 1 2 3 4 5 6 7 bỏ bớt một thằng, bỏ bớt màu gì bây giờ, màu nào đẹp, bỏ bớt cái màu này, bỏ bớt tình yêu này đi vậy. Một tình yêu đi. Yes. Bỏ phải anh nào không biết. Anh nào cũng được. Vì là nó còn một thằng nữa. Nó là cái thằng ô gạch để làm viên. Em xin lỗi. Một chấm. Cái này để làm cái nền này sẽ không có màu này, bỏ effect đi, bỏ effect đi rồi không có màu này. Ó, lên màu đen xì luôn. Xong, vậy là ta đã hoàn thành thiết kế, hoàn thành thiết kế đồ họa cho trò chơi của chúng ta rồi. Hoàn thành thiết kế đồ họa cho chúng ta rồi. Save vào. Glow. No. Tôi không lưu. Rồi, chúng ta đã có một hình nền cho trò chơi. Đã có một hình nền cho trò chơi. Và ta có các hình khối cho trò chơi. Đó. Gồm có 7 khối màu. Rồi. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang